can have whatever you want. You taste so sweet, I can't help myself. You like candy, you like liquid honey. You taste so sweet, I can't help myself. You like candy, you like liquid honey. Body like a model, you got a body that you always find. Open up a bottle, and baby you can have whatever you want. You taste so sweet, I can't help myself. You like candy, you like liquid honey. You taste so sweet, I can't help myself. You like candy, you like liquid honey. Uống sữa không? Uống sữa không? Vô bằng hai pha sữa chú. Có uống sữa không? Hả? Uống sữa không? Vô bằng hai kêu làm pha sữa đây. Vô kêu bằng hai pha sữa đây. Đây đây. Nè. Uống sữa không? Vô con kêu bằng hai pha sữa cho con đi. Kìa bằng hai pha sữa chổng kìa. Đi vô uống đi. Bằng hai pha sữa chổng á. Kìa kìa bằng hai ba đem sữa kìa. Kìa kìa sữa kìa. Đó đó đó. Khôn không? Thấy chưa bà hai? Bà hai thấy chưa? Uống đi, uống đi. Thấy chưa? Mối đó. Mối của bà hai đó. Đó, bà hai thấy chưa? Nó không có biết nói mà nó hiểu hết trơn á, thấy không? Bà hai chỉ cần dơ dơ cái nó chạy vô liền, thấy không? Ghê chưa, ghê chưa. Đây, ăn không mọi người. Đây, à, tháng nào cũng qua đây ăn cơm ké hết trơn. Tháng nào cũng qua nhà của bà chị ăn cơm ké hết trơn. Ăn mặn cơm tháng luôn. Gạo mà coi như là 20.000 ký hả chị? À, gạo 35.000 ký đó. Phú hộ ăn cỡ vậy không á, kén ăn cực kỳ luôn á, mà sắn vô ăn rồi thấy không? Đó. Gì à, gạo hả? Gạo ở đây, đây gạo đây. 35.000 ký.
cây đẹp á. Ngày nào bà chị bà cũng làm phố thố bà để trước này cho mấy con mèo quang với mấy chó quang ghé vô nó ăn. Chị trộn cho mèo quang đây đó. Chị là coi như là lúc nào cũng giỏi theo từ nhỏ. Nhà chị nuôi mấy con? Nhà nuôi 5 con mèo, 5 con mèo, 2 con chó. Không có thu, ổng nói nuôi thêm con nữa không cho ra được. Nên nuôi được có 7 con à. Nên là vì đam mê nên ngày nào bà cũng trộn đó mấy bọc gì nè, đó bà xách đi vòng vòng bà cho mèo mèo quang, chó mèo quang ăn nè. Cũng viên đó. Cái này là mèo cũng viên. Cái này gọi là cái gì? Cái gì tâm tâm có duyên với nghề poster, nhưng mà tại vì cái số phải ngồi để bán nên là phải làm bọc gì nè, đó xách đi công viên rồi cho ăn công viên. Đây nhóc này nè, cứ tháng nào nó cũng qua đây nó ăn ké hết trơn á. Từ tâm bác ăn đi, chị kêu ăn đi. Đây chị cho ăn bọc bánh luôn nè. Chị yêu đó, đây đó. Một bọc bánh người cho bá luôn 300 phần. Cái ông đây đã kiếm nước rồi bác. Đây ăn đi cô cho nước kìa. Cứu hộ ơi sao tháng nào con cũng qua đây con ăn trực với chân vậy con hả? Đây kìa, nước kìa. Ôi ôi cứu hộ, leo lên cứu hộ. Đây nước leo lên đó. Khôn không, nó đi kiếm là nó biết khát nước rồi đó. Nuôi nó biết giờ biết nó cặn gì luôn á. Đây hello mọi người, đây là nhà của một chị Mạnh Thường Quân đó, tháng nào cũng qua đây ăn cơm ké bên đây hết trơn á. Đặc biệt cơm bả trộn đó mới ăn nha, nó khó ăn cực kỳ luôn á. Đồ ăn bà cắt nhuyễn diễn nè, mọi người thấy không đó. Gạo 35.000 ký mua là chỉ nấu cho chó mèo quang ăn thôi. Thôi cả nhà ăn luôn. Đây bà đang trộn nè, đang chiều bà hành nghề xách bọc bà đi cho công viên ăn nè. Cá mồi ba cô gái, gạo thì 35.000 ký. Đó. Ở đây là nấu cái nhà. Rồi em cho mà em cho có 2 cô mà. Em sai rồi. Em mua 3 cô nó được 2 con. Em mua ít cô có 2 con 3 con. Đó ít cô. Có 2 cô. Em mua mà loại 3 cô gái của Thái á lại... Không, cái này tham chị. Cái của chị thì 14-15, còn cái này có 11 à. Ừ, chồng này... em á bự con với tâm hồn có tí xíu siêu à. Cái này mình mua lận thùng á là 14.000. Những mặt tham lam lắm. Cứ 11.000 là quốc thôi. Mà nghe chưa? 11.000 có hai khứa thôi, ba khứa thôi. Cái này 5 khứa. Này 5 khứa. Đó. Nghe chưa? Ham rẻ. Hai cô đồ còn phe nữa chứ. Phí bất cỡ còn hai cô đúng. Em có 2 cô. Đây ngon không con, tháng nào con cũng qua đây con ăn ké dân vậy con hả? Cứu hộ ngon không? Trời ơi sắn vô quất hết phân nửa cơm luôn. Trời ơi cứu hộ ơi, nó chưa hả? Ôi, từ lúc bệnh tới giờ cái tự nhiên cái dễ ăn ra. dễ ăn ra tính chở đi làm giấy chứng minh rồi đó. Chị giờ mình dẫn nó đi làm chứng minh con chiếc người ta cho không ta? Làm giấy chứng minh con chiếc đi, định vị rồi đó. Cứu hộ ơi, cứu hộ nè. Trời ơi
đây nhà xe. Sáng đêm vậy thôi. Đâu ngủ. Chết vợ chết rồi nó xì. Khăn rồi có bao nhiêu em? Không, để chị lấy khăn riêng, khăn này để khăn ống. Suối luôn à. Đây, à, bà chị cho một bao bánh nè. Nhiều bánh lắm nha mấy anh chị. Đây, bánh bông lan. Cái này bông lan luôn. Có chua chăm. Để ở ngoài á. Chết luôn á. Hôm đó tháng 7 rồi vô giật rồi tôi chửi đó. Vòng đây. Đó. Ê, nhà của con hả cô hộ ơi. Đó, giờ này là đó, chị trộn cơm từ từ rồi đó. Chiều cho đi cho ăn hả chị? Không, ta tới, ta lấy. À, có người đi lấy, đi bác cứ chị. Ta tới, ta lấy. À, có người đi tới lấy. Hai người. Hai người. Cho ăn trong riêng thì nó mập rồi cái tụi nó là bắt hả? Đây đi. Cứ mà quan cho ăn mập rồi cái tụi cẩu miêu cái lại nó nhứt. Rồi cái gì kêu là tướng hổ. Tướng hổ. Kệ đi, cái giờ biết sao giờ không cho tụi nó ăn rồi lấy gì nó có sự sống, đúng không? Cho nó ăn nó có sự sống chứ. Cái gì vậy? Muốn đi chơi không? Hả? Chú Hộ muốn đi chơi không? Hả? Hello mọi người. À đây là Phú Hộ. Trong tình trạng luôn mặc định về cái khuôn mặt lạnh lẽo, lạnh lùng. Phú Hộ ơi, con muốn đi chơi không? Hả? À, muốn ăn dâu không? Hả? Muốn ăn dâu không? Mà chở đi ăn nè. Đói bụng không? Chú Hộ đói bụng không? Hả? Chú Hộ có đói bụng không? Trời ơi, cái mặt kìa. Đói bụng không? Đói bụng không á? Hả? Có đói bụng không? Có đói bụng không? Ở đây mày dẫn đi ăn. Lại đây. Lại đây chú Hộ lại đây, lại đây. Chú Hộ lại đây. Đi không? Đi không? Đi ăn không? Đi ăn không? Đây đây má mày lấy chìa khóa xe chở đi ăn. Đi. Đi, đi đây nè, đi. Đi lên xe nè, đi. Đi, đi con. Đi. Đi nè, đi lên xe. Lại đi. Đi ăn không? Con đi ăn không? Hả? Đi ăn không? Ai? Dịch quay nha. Dịch quay nha. Ăn dịch quay nha. Trời ơi, khóa dịch quay thôi à mọi người. Phải ít lắm, phải dịch quay thôi à. Đi, 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 đi nè, mẹ dẫn đi ăn nè. Đi. Đi. Đi leo lên xe nè, đi lên xe đây mẹ dẫn đi ăn. Đi. Lên xe, lên xe đi. Lên xe đi, dẫn đi ăn. Lên xe. Lên xe đi, má dẫn đi ăn. Dịch quay ha. Dịch quay nha. Cứu hộ dịch quay nha. Dịch quay đúng không? Đi lên xe. Đi lên xe. Leo lên. Lên xe đi, leo lên, leo lên. Leo lên xe, ừ. Ừ, đi ăn dịch quay ha. Đi ăn dịch quay nha. Mua dịch quay ăn nha. Dạ. Dịch quay ha. Con dịch quay đúng không?
vịt quay đúng không? Chú hộ vịt quay đúng không? Đó, 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 mặt lạnh như tờ. Chú hộ ơi, nè đi ông, đi ông, đi ông. Đưa cái ổng đưa chìa khóa đi đi. Không có chìa khóa sao đi? Hả? Chú hộ. Chú hộ. Không có chìa khóa sao đi nè. Mái tóc mẹ cắt á. Ôi ôi mái tóc mẹ cắt á. Ôi mẹ cắt cái mái tóc á, mái tóc ù. Đó, để ổng đưa chìa khóa đi đi mua. Đồ ăn vịt quay rồi. Đồ ăn vịt quay. Vịt quay cứ ba đưa chìa khóa đi mua vịt quay. Đưa chìa khóa đi mua vịt quay. Thầy kêu ba đưa chìa khóa đi. Đưa chìa khóa cho tôi đi mua vịt quay coi. Vịt quay nha. Ừ, kêu ba đưa chìa khóa đi. Giờ bỏng rồi. Đưa đi chìa khóa. Ơi. Kẻ đất giờ anh gà. Kêu ông đưa chìa khóa đi mua vịt quay. Thầy kêu ba đưa chìa khóa đi mẹ chở đi mua. Kêu bỏng đi. Nó dòm kìa. Kêu ổng đưa chìa khóa đây đi mua vịt quay. Con kêu đi. Cú hộ. Con kêu ba đi, ba đưa chìa khóa đi đi mua vịt quay. Trời ơi, vịt quay, quay, quay. Ôi, chú hộ thèm vịt quay á. Khoái vịt quay lắm. Mày cho gì nè, ăn mẫu mẻ quá rồi nghỉ. Nó ăn cắp cái bịch thịt trong túi em nè. Lấy bịch thịt trong túi em leo chở nó. Ấy nó bịch thịt của cứu hộ á, bỏ trong cái bỏ trong cái bịch nè, nó lấy nó leo chảnh ăn à. Công nhận nó tươi hay thiệt chứ. Nó ngồi nó lầm lơ nó không dòm gì chân á, em mới vừa ôm con khóc khóc cái bắt đầu nó lấy bịch thịt leo lóc nhà ngồi ăn. Ăn trộm khét tiếng luôn nè. Bà mẹ mày không ăn không lên chảnh coi cục sạc em nó có đem lên chảnh không biết nữa. Đó. Mặt à. Ăn trộm hả mày? Ăn trộm không? Bịch thịt của con cứu hộ đâu? Mày lấy mày ăn rồi đúng không? Có lấy không? Có lấy bịch thịt của con cứu hộ không? Nhướng mắt hả mày? À, bằng chứng ở trong miệng luôn kìa. Có lấy bịch thịt của con cứu hộ không? Tao quay thử coi mày bóc mày lũm sao. Ở ơi mày bóc cục nữa mày lụm sao? Có lấy thịt của cứu hộ không? Tao quay làm bằng chứng luôn nè. Đó, cái tay nè, bằng thịt đâu rồi? Bằng thịt đâu? Đó, cái mặt giả điên rồi, đó. Trời ơi, nó độn kìa, nó bộn một đống ở dưới trong cái miệng đó kìa. Thịt đâu? Dịch ngộ ta. Cô em chìa khóa bác. Chở con đi mua thịt nướng ngay. Đưa chìa khóa chở con đi mua vịt quay rồi. Đâu. Đây. Chứ bỏ đâu. Nó chạy ra đây nó chạy dí theo gần chết à. Đi vô. Đúng là đi chi nữa mà. Quay hoài mà không thấy nó bóc cục thịt ta. Nó bỏ đâu hết đâu biết không. Lấy hai nón đi.
thịt cũng cứu hộ đó. Đó, nó lưỡng hết rồi còn mình không. Biếm ghê không? Dòm gà để xuống. Nó tia. Cái gì cũng lấy cho nó, thuốc bổ, thuốc gan, thuốc thận gì của chó lấy ăn hết. Nết ga, nết gì, nết ga lấy ăn làm mấy viên luôn. Mua về chưa kịp cho chó uống nữa. Một viên 430.000, ăn 3 viên. Ê! 3 viên nết ga. Thuốc cái giống ồn gì lấy ăn hết. Có ăn không? Hả? Không mày? Mày. Đây, ăn kem không? 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 Mua kem ăn nha. Có ăn cắp bò thịt con cứu hộ không?